Phi kính chào mừng quý vị cùng đến với bản tin FPNC tối ngày hôm nay. Và như thường lệ, trước khi đi vào phần tin chi tiết, chúng ta hãy cùng điểm qua những nội dung nổi bật ngay sau đây. Phát hiện vụ khai thác trái phép loài thủy sản nguy cấp quý hiếm. Hang Sơn Đoòng lọt top 10 điểm du lịch ảo tuyệt vời nhất thế giới. Xung quanh khảo sát trên thì chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn nhanh qua điện thoại với ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI. Thưa ông, thì VCCI vừa công bố khảo sát cho thấy dịch COVID-19 đang ảnh hưởng rất nặng nề đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Như vậy thì ông có thể cho biết các doanh nghiệp đang có những giải pháp như thế nào để ứng phó với tình hình hiện tại không? Trong thời gian vừa qua thì các cái doanh nghiệp đã cố gắng năng động, sáng tạo trong việc tìm ra những cái biện pháp để duy trì sản xuất và bảo đảm công việc làm. 73% doanh nghiệp thì đã có những cái chính sách hỗ trợ kịp thời cho người lao động trong cái khủng hoảng, và các cái doanh nghiệp thì nhìn chung đã chủ động sáng tạo trong việc thực hiện một cái mô hình quản lý nhân sự một cách hợp lý hơn. Trên 60% doanh nghiệp theo cái khảo sát của chúng tôi thì họ đã áp dụng cái phương thức làm việc linh hoạt về thời gian cho một bộ phận lao động. Có tới 46% doanh nghiệp thì không cắt giảm lao động nhưng mà buộc phải giảm giờ làm. 42% doanh nghiệp thì đã tranh thủ cái thời gian dịch bệnh để đào tạo lại nguồn nhân lực. Có 41% doanh nghiệp thì tổ chức làm việc tại nhà đối với những công việc mà có thể làm việc online trực tuyến được. Chỉ có khoảng 20% doanh nghiệp thì cho biết là họ đã phải buộc cắt giảm lao động, và 21% doanh nghiệp thì cho rằng họ đã phải buộc phải cắt giảm lương để không cắt giảm lao động. Chúng tôi cho rằng đấy là những cái hành xử rất là linh hoạt, đầy trách nhiệm của các cái doanh nghiệp trong một cái bối cảnh khủng hoảng. Như ông cũng biết, chính phủ và bộ ngành đang xem xét nhiều chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn của đại dịch. Vậy thì ông nhận xét như thế nào về các chính sách hỗ trợ này? Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã có những cái chỉ đạo rất là quyết liệt, rất là kịp thời về các cái giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Nhưng mà có thể nói rằng cái việc triển khai cũng quan trọng, cần phải quyết liệt hơn. Chúng ta cũng phải hướng tới, cũng phải chuẩn bị cho một cái kịch bản nếu mà tình hình trở nên nó nghiêm trọng hơn, các doanh nghiệp trở nên khó khăn hơn và cái thời gian dịch bệnh kéo dài hơn. Tất cả những cái biện pháp của chúng ta đều nhằm trước hết là vào những cái doanh nghiệp mà bị ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh, các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, rồi cái khối doanh nghiệp nhỏ và vừa là cái đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Thế nhưng mà đồng thời thì các cái biện pháp thì cũng phải hướng tới cái việc hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp lớn, các cái dự án trọng điểm có thể duy trì được. Bởi vì cái việc duy trì và thúc đẩy các cái doanh nghiệp lớn và các cái dự án trọng điểm sẽ có cái tác động dây chuyền đến cả một cái chuỗi giá trị, một cái chuỗi cung ứng, và trong đó các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì là một cái thành tố của cái chuỗi cung ứng đó. Hiện nay các cái biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp chủ yếu là để giúp cho doanh nghiệp tăng cường cái tính thanh khoản của mình. Nhưng mà còn trong tương lai, nếu mà doanh nghiệp khó khăn hơn, nó đứng trước cái sự tồn tại không tồn tại, thì hỗ trợ cho doanh nghiệp để đảm bảo cái khả năng thanh toán là một cái việc rất là quan trọng. Cho nên trong những cái trường hợp như vậy, thậm chí trong tương lai thì phải tính đến các biện pháp là nhà nước có thể can thiệp, có thể mua lại các cái cổ phần và tham gia vào sở hữu của các cái doanh nghiệp tư nhân hay các dự án lớn để cứu các cái doanh nghiệp này ra khỏi cái tình thế khó khăn, cũng giống như nhiều nước trên thế giới người ta cũng thực hiện những cái chính sách như vậy. Và đặc biệt là ở cái giai đoạn mà nó cái dịch bệnh có thể diễn biến phức tạp hơn thì cái việc đẩy mạnh cái đầu tư công sẽ là một cái biện pháp rất là quan trọng để vừa thúc đẩy sản xuất vừa tăng cường được cái cầu của nền kinh tế. Vâng, kính thưa quý vị, xin được chuyển sang một thông tin tiếp theo. Hang Sơn Đoòng của Việt Nam vừa được tờ The Guardian của Anh bình chọn là một trong 10 điểm du lịch ảo tuyệt vời nhất thế giới. Theo đó thì Hang Sơn Đoòng được đánh giá là kỳ quan chứa nhiều bí ẩn. Người xem có thể khám phá kỳ quan thế giới này thông qua dự án Sơn Đoòn 360 của National Geographic. Bằng chiếc máy tính hay điện thoại thông minh kết nối Internet, một chuyến đi bộ tham quan được tạo ra từ hình ảnh 360 độ và hiệu ứng âm thanh xuyên qua các hang động đầy ánh sáng. Người xem có thể tận dụng các hình ảnh độ nét cao để phóng to các chi tiết của địa chất hang động, hệ thực vật và động vật. Dự án Sơn Đoòng 360 nhằm bảo tồn hang động dưới dạng kỹ thuật số trước khi nó trở thành đối tượng để phát triển du lịch rộng rãi. Cùng với Sơn Đoòng, các điểm du lịch ảo tuyệt vời nhất thế giới còn gọi tên khe núi Grand Canyon, vườn quốc gia Yosemite, Mỹ, nóc nhà thế giới Everest, Nepal, vườn quốc gia Trương Gia Giới, Trung Quốc, sông băng Perito Moreno, Argentina, núi lửa Amprim, Vanuatu và sa mạc Namib, Namibia.
Phần 1 của chương trình cũng đã khép lại. Xin mời quý vị cùng theo dõi phần 2 với những nội dung nổi bật. Hồng Kông tung gói kích thích 18 tỷ đô la Mỹ để tránh sa thải hàng loạt. Đừng kỳ vọng sẽ có hiện tượng bùng nổ dân số sau dịch. Chào mừng quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với phần tiếp theo của bản tin tối ngày hôm nay. Tôi là Phi Yến. Nhiều quan điểm cho rằng sẽ có một đợt bùng nổ dân số trong khoảng thời gian 9 tháng tính từ thời điểm này, khi mà các cặp vợ chồng thường xuyên phải ở trong nhà. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết thông thường các sự kiện thiên tai, dịch bệnh ít ảnh hưởng đến tốc độ tăng dân số. Hơn nữa, với tình hình hiện nay thì các cặp vợ chồng cũng không mặn mà với chuyện sinh nở. Bất cứ lúc nào mọi người bị mắc kẹt ở nhà vì bão tuyết, nghỉ việc hay mất điện, thì suy đoán về một vụ bùng nổ trẻ em trong 9 tháng lại bắt đầu. Lần này với các lệnh phong tỏa giữ hàng triệu người ở nhà để làm chậm sự lây lan của coronavirus, câu trả lời của các nhà nhân khẩu học là đừng kỳ vọng sẽ có nhiều trẻ sơ sinh trong năm tới. Điều này có thể làm thất vọng những người lo lắng về tỷ lệ sinh của Hoa Kỳ, vốn đã giảm dần kể từ cuộc đại suy thoái và đưa đất nước đến gần hơn với sự suy giảm dân số nói chung. Các chuyên gia nói tình hình hiện tại đang ảnh hưởng tiêu cực đến tài chính của mỗi gia đình, và đó là lý do vì sao các cặp vợ chồng không muốn có con. Ông Mitchell Johnson, một nhà nhân khẩu học tại Đại học New Hampshire, nói rằng tôi không nghĩ sẽ có ai đó vui vẻ nói rằng ồ, hay là hãy sinh một đứa con giữa đại dịch lớn nhất mà mọi người phải đối mặt trong hơn 100 năm qua. Chỉ sau vài tuần bùng phát tại Mỹ, gần 10 triệu người đã bị mất việc làm. Nhiều người trong độ tuổi sinh đẻ đã lo lắng về tương lai của họ. Sự lo lắng đó không có lợi cho việc có con. Ngược lại, sự bùng nổ trẻ em vào thời điểm năm 1946 và 1964 diễn ra trong kỷ nguyên hưng phấn sau chiến tranh và sự ổn định tài chính cho nhiều người Mỹ. Các cặp vợ chồng kết hôn trẻ có thể đủ khả năng mua nhà và có con nhanh chóng. Mãi đến năm 1960, chính phủ liên bang mới phê chuẩn thuốc tránh thai đầu tiên. Nền kinh tế không phải là yếu tố duy nhất trong tỷ lệ giảm sinh. Alison Gamil, một nhà nhân khẩu học tại Đại học Johns Hopkins, lưu ý rằng các thực hành xung quanh tình dục, hôn nhân và xây dựng một gia đình đã thay đổi trong nhiều thập kỷ. Mang thai ngoài ý muốn đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Gần 2/3 phụ nữ Mỹ từ 15 đến 49 tuổi đều sử dụng một số hình thức tránh thai khác nhau. Kính thưa quý vị, các chỉ số chính của phố Wall tăng trung bình 3% khi nhà đầu tư kỳ vọng đại dịch coronavirus tại Mỹ sắp đạt đỉnh. Phố Wall tăng tốc ngay từ đầu phiên sau khi đón nhận thông tin tích cực của Tổng thống Donald Trump khi ông cho biết Mỹ có thể đang tiến gần đến đỉnh dịch và các nỗ lực cách ly xã hội đang phát huy tác dụng trong việc kiểm soát dịch bệnh. Chốt phiên, chỉ số Dow Jones tăng 3,44% lên 23.433 điểm, S&P 500 tăng 3,41% lên 2.749 điểm và Nasdaq đóng cửa tăng 2,58% lên 8.090 điểm. Đà tăng trong phiên được hỗ trợ nhờ nhóm cổ phiếu y tế bật lên sau quyết định ngừng chiến dịch tranh cử vào vị trí tối cao của Nhà Trắng của thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Ông ủng hộ chính sách Medicare for All, xóa bỏ bảo hiểm tư nhân, khiến cổ phiếu ngành này phải chịu sức ép nhiều tháng qua. Cổ phiếu của United Health cũng tăng gần 8%, mạnh nhất trong Dow Jones. Cổ phiếu Anthem cũng tăng 10,25%. Sau 3 tháng tệ nhất nhiều thập kỷ, chỉ số S&P 500 đã tăng gần 23% trong 2 tuần qua nhờ các chính sách kích thích tài khoá và tiền tệ khổng lồ của Mỹ. Dù vậy, so với đỉnh tháng 2, S&P 500 hiện vẫn đang thấp hơn đến 19%. Các nỗ lực kiềm chế đại dịch đang khiến nền kinh tế lớn nhất thế giới gần như đứng yên suốt thời gian qua. Các cổ phiếu chứng khoán Á đã có một phiên giao dịch khá tích cực trong ngày 9 tháng 4, khi các nhà đầu tư đang hướng tâm điểm về cuộc họp của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC cùng với các đồng minh OPEC cộng để thảo luận về khả năng cắt giảm sản lượng dầu trên toàn cầu. Cổ phiếu tại Úc dẫn đầu mức tăng giữa các thị trường lớn của khu vực với chỉ số AEX 200 tăng 3,46%, đóng cửa mức 5.387 điểm, với cổ phiếu của các ngân hàng lớn như Commonwealth và Westpac tăng hơn 3%. Chứng khoán Trung Quốc cũng có mức tăng đáng kể, với chỉ số Shanghai tăng 0,37% lên 2.825 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông cũng tăng 1,35% tính đến giờ giao dịch cuối cùng. Ở Hàn Quốc, chỉ số Kospi cũng đã tăng 1,61%, đóng cửa mức 1.836 điểm, khi cổ phiếu của hãng ô tô Hyundai tăng mạnh 7,89%, trong khi chỉ số Kodak cũng tăng nhẹ 1,41% để kết thúc ngày giao dịch ở mức 615,95 điểm. Ngược chiều thị trường, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đóng cửa thấp hơn phiên hôm trước, dừng tại 19.345 điểm với mức giảm 0,04%.
và chỉ số TOPIX cũng kết thúc ngày giao dịch khi mất 0,6%, còn 1.416 điểm. Quý vị đang theo dõi bản tin FBNC tối ngày hôm nay và sau đây sẽ là những nội dung nổi bật của phần cuối cùng. Đẩy nhanh tiến độ đăng ký mã số REX cho doanh nghiệp xuất khẩu sang EU. Chào mừng quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với phần cuối cùng của bản tin FBNC tối ngày hôm nay. Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh vừa có văn bản gửi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam PCCI về việc đẩy mạnh triển khai tiếp nhận đăng ký mã số REX, cơ chế tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu của các doanh nghiệp để xuất khẩu hàng hóa sang thị trường EU. Theo Bộ Công Thương, thời gian qua, nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan như Tổng cục Ngoại thương của Ủy ban châu Âu EC, đầu mối quy tắc xuất xứ của một số nước EU, một số nhà nhập khẩu EU và một số công ty vẫn liên tục liên hệ Bộ Công Thương về việc chưa được cấp mã số REX. Một số doanh nghiệp có công văn phản ánh về việc đã nộp hồ sơ nhưng không nhận được phản hồi từ VCCI. Qua theo dõi trên hệ thống đăng ký mã số REX của EU, hiện nay số lượng doanh nghiệp đã được VCCI đăng ký mã số REX là 429, chiếm 10,7% trong tổng số hơn 4.000 thương nhân đang đề nghị cấp CO mẫu A. Việc chậm trễ triển khai đăng ký mã số REX dẫn đến khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đi EU, ảnh hưởng đến uy tín và tính cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Để không cản trở cơ hội thực hiện tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa của thương nhân, làm ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam sang các nước như EU, Na Uy, Thụy Sĩ, Bộ Công Thương đề nghị VCCI nghiêm túc triển khai trong hệ thống để bổ sung, hoàn thiện thống nhất quy trình và khẩn trương hoàn thiện đăng ký mã số REX cho các doanh nghiệp. Tại huyện Đông Hòa, vùng nuôi tôm lớn nhất tỉnh Phú Yên, đến thời điểm này thì đa số các hộ nuôi đã thả xong tôm giống cho vụ nuôi mới. Hiện nay, các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ đang thả tôm chính vụ. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trên tôm nuôi diễn biến phức tạp, thời tiết bất lợi, các địa phương thực hiện nhiều giải pháp ngăn chặn dịch bệnh tôm nuôi. Tại huyện Đông Hòa, vùng nuôi tôm lớn nhất tỉnh Phú Yên, đến thời điểm này, đa số các hộ nuôi đã thả xong tôm giống cho vụ nuôi mới. Thời tiết nắng nóng liên tục kể từ đầu tháng 2 đến nay khiến việc thả tôm giống ở nhiều nơi bị chậm hơn mọi năm. Để ngăn ngừa dịch bệnh trên tôm nuôi, các hộ nuôi tôm giảm mật độ thả ở Phú Yên, đầu tư xử lý sạch hồ nuôi trước khi thả giống. Chi phí vệ sinh một hồ nuôi tôm nước lợ khoảng 2.000 m², tốn chừng 3-4 triệu đồng. Hiện các trung tâm giống thủy sản ở khu vực Nam Trung Bộ đã tăng cường công tác quan trắc môi trường mỗi tuần một lần thay vì mỗi tháng một lần như trước đây. Thực hiện theo chỉ thị của chính phủ, thì doanh nghiệp vừa mới giảm giá heo hơi xuống 70.000 đồng một ký với hy vọng kéo giá thịt heo tại chợ, siêu thị về mức hợp lý. Song người tiêu dùng chưa kịp hưởng lợi từ đợt giảm giá vừa rồi, thì hai ngày nay giá heo hơi lại bật tăng mạnh do khan hiếm nguồn cung. Theo khảo sát tại các chợ đầu mối, ngày 3 tháng 4, giá heo hơi về chợ chỉ ở mức 73.000 đến 79.000 đồng một ký, thì nay đã tăng lên 79.000 đến 84.000 đồng một ký tùy loại. Nguyên nhân là do nguồn cung giảm. Tại chợ đầu mối Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, lượng heo hơi đổ về chợ cũng đang giảm mạnh. Ngày 1 tháng 4, có khoảng gần 3.700 con heo đổ về chợ, nhưng 2 ngày nay, lượng heo về chợ giảm còn 2.260 đến 2.290 con mỗi ngày. Trao đổi với báo chí về vấn đề giá heo hơi tăng cao, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết, nguyên nhân chính là do thiếu hụt nguồn cung, trong khi đó dịch tả lợn châu Phi cũng khiến giá thành sản xuất tăng cao hơn trước rất nhiều. Nguồn cung đang thiếu tới gần 100.000 tấn thịt heo mỗi quý, nên 3 tháng đầu năm, dù nhập khẩu tới 40.000 tấn, tăng trên 300% thì vẫn chưa bù được lượng thiếu hụt, do đó giá thịt heo tại chợ và siêu thị vẫn đang rất đắt đỏ. Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thì chiều ngày 8 tháng 4, tập đoàn FPT đã tiến hành tổ chức đại hội cổ đông thường niên với hai hình thức là trực tiếp và trực tuyến. Đây cũng là công ty VN30 đầu tiên tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức trực tuyến. Đại hội cổ đông FPT đã thông qua việc chia cổ tức năm 2019 với mức 35%, trong đó thì 20% tiền mặt, 15% bằng cổ phiếu và cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 là 20%. Đại hội cũng đã thông qua kế hoạch năm 2020 tăng trưởng 17% doanh thu và 18% lợi nhuận như đã đặt ra đầu năm và ủy quyền cho hội đồng quản trị thực hiện các kịch bản khác nhau tùy theo diễn biến thực tế. Để tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến, FPT đã ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để xác thực và định danh cổ đông trong quá trình đăng ký tham dự và bỏ phiếu từ xa nhằm đảm bảo quyền lợi và sự an toàn của các cổ đông. Cái giải pháp họp hội nghị từ xa của chúng tôi ngày hôm nay thì hoàn toàn có thể áp dụng được cho các doanh nghiệp khác. Chúng tôi tin tưởng rằng ở trong mùa dịch và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của địa phương
thì với công nghệ và cái cách thức của chúng tôi làm ngày hôm nay thì sẽ giúp cho các doanh nghiệp khác tự tin để tổ chức cái đại hội cổ đông theo đúng cái chương trình lịch của mình và đảm bảo các cái điều kiện cho người tham dự cũng như sự an toàn cho xã hội. Ngay trong dịch bệnh, tinh thần quyết thắng và sáng tạo đã giúp doanh nghiệp này có được những hợp đồng chuyển đổi số giá trị như trở thành nhà cung cấp dịch vụ cho một hãng ô tô lớn nhất nước Mỹ, ký nhiều hợp đồng với các công ty sản xuất thiết bị y tế tại Nhật, Mỹ, Italia. Kính thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin FBNC tối ngày hôm nay. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Phi Yến xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.